Như xin chào quý vị khán giả, mình là thành viên của Trên Bàn Dậu Dưới Bàn Mưu và Khánh Như trong vai Du Lai. Nếu như mà nói thật thì nhân vật Du Lai là một cái nhân vật mà nó chỉ có một cái tính duy nhất mà giống Khánh Như ở ngoài, đó là cái sự hậu đậu thôi. Còn lại là tất cả mọi thứ đều không giống hết. Cái sự hậu đậu đó hình như là chiếm 70% nhân vật của Du Lai rồi. Còn nhân vật Du Lai sẽ như thế nào thì xin mời quý vị khán giả hãy ra rạp để đón xem một Khánh Như thật là thú vị với Du Lai nha. Tâm tá đi mày. Mẹ ơi, leo lên xe đi mẹ. Mẹ sợ. Mẹ. Thấy sợ. Đâu ai. Còn mấy ngày quay nữa. Đi quán rượu bang bang phải không chú? Ông gọi xe là chú. Tôi là chú. Hôm qua còn được chọn với tiên nữ, nay thì sắp được cùng ly với hồn ma. Chắc vài bữa nữa tôi về quê ăn Tết đó. Mới Tết xong mà mày. Chắc tại tao ngủ ngang nhiều quá, tôi cũng thấy tao. Thôi cứ cho tôi về quê phơi con cá gia đình đi. Nhà tôi vui, đoàn phim cũng mừng. Có gì đâu buồn. Hôm nay xui thì ngày mai hơn. Đỡ mai xui nữa nhau mà. Chuyện ngày mai chớ để hôm nay. Cuộc sống đâu cần nhiều, chỉ cần ai đó kề bên và rượu bia làm thơ. Đang ba mà uống mẹ gì thổ rồi. Diễn xuất hóa thân ai đỉnh bằng mày, đóng vai nào ra vai đó, tiền ra tiền, ma ra ma. Lần đầu tiên mày được diễn vai nơi mà mày mơ ước, tự do buông thoại, không quá trang xấu, lại được mặc đồ đẹp. Lần đầu tiên mày được làm con người. Wow, sẽ được tỏa sáng giữa ánh hào. Wow.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành design ở Boston, Chloe đã đến New York University để hoàn thành. Điều gì khiến em quan tâm tới mấy bức tranh của họ? Đứa tình trực có vẻ rành về hội họa quá. Trả lời. Em tôi rành hơn hay em rành hơn? Nhóm Tứ Kiệt Đông Dương, tuy họ sống xa quê hương, nhưng các tác phẩm của họ vượt thời gian và không gian để truyền tải tình yêu vĩnh cửu dành cho quê hương đất nước. Các bức tranh như đâm đang phỏng vấn mà đeo tai nghe chị về em. Lộ thì cắn. Để về. Các bức tranh như đâm. Không nghe kìa, nó bị bắt tháo tai nghe rồi. Như đâm. Đâm vào đâu? Đâm vào. Đâm vào đâu em? Đâm vào đây hả? Đâm vào đâu thì đâm. Ôi dạy bé đi.